mùa thu đã đến với châu Âu. Nhưng thay vì thưởng thức cảnh đẹp và tận hưởng mùa đẹp nhất trong năm, thì năm nay, người dân châu Âu dường như chẳng còn tâm trí đâu vì đang phải vật lộn và chạy đua với thời gian để không phải đối diện với một mùa đông lạnh giá. Nhất là ngày 31 tháng 8 vừa qua, Nga vừa chặt đứt mọi hy vọng của châu Âu khi tuyên bố chính thức ngừng cung cấp các dòng khí đốt đến châu Âu, đồng thời cắt nguồn cung khí đốt cho gã khổng lồ năng lượng Engie của Pháp. Trước một tương lai khí đốt ảm đạm như sương mù nước Anh và một mùa đông lạnh giá như vùng Siberia của nước Nga, thì Việt Nam lại đang sở hữu một thứ nguyên liệu thắp lên ngọn lửa ấm áp cho cả EU. Vậy đó là gì? Đó có thực sự là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cho châu Âu hay không? Cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây. Thưa các bạn, năng lượng mà cụ thể khí đốt đang là át chủ bài của Nga để đối phó với hơn 1.000 lệnh trừng phạt của châu Âu. Khi cuộc xung đột tại mảnh đất Ukraine chưa kết thúc, thì chắc chắn câu chuyện về khí đốt vẫn khiến châu Âu phải quay cuồng. Động thái mới nhất của Nga những ngày qua là chính thức tạm dừng cung cấp các dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 đến châu Âu bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 và cắt nguồn cung cấp khí đốt cho gã khổng lồ năng lượng Engie của Pháp. Quyết định này đã khiến cho mọi cánh cửa năng lượng từ Nga sang châu Âu khép lại. Trước đó, đường ống Nord Stream 1 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức bắt đầu đóng cửa để bảo trì theo kế hoạch từ ngày 11 đến 21 tháng 7. Lưu lượng khí đốt của Nga qua Nord Stream 1 đã bị giảm tới 40% công suất, theo Reuters. Nhưng thực tế, vấn đề không phải do kỹ thuật bảo trì hay do hết năng lượng, mà vấn đề ở chỗ là nước Nga không muốn. Chưa hết, Ukraine cũng đã dừng một tuyến đường vận chuyển khí đốt đến châu Âu vào tháng 5, đổ lỗi cho sự can thiệp của lực lượng Nga. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu bị Nga cắt khí đốt do không tuân thủ cơ chế thanh toán bằng đồng rút. Dù đã đoán biết trước, nhưng cú sốc năng lượng này đã không chỉ đè nặng lên tâm lý toàn bộ người dân và chính phủ các nước châu Âu, mà thực tế đang đè nặng lên kinh tế châu Âu, khiến khu vực này tiến dần hơn với cuộc suy thoái kinh tế. Lãnh đạo châu Âu loay hoay tìm mọi cách để cứu chính họ. Trong đó, tiết kiệm năng lượng trong nước và đa dạng hóa nguồn cung là hai cách được EU lựa chọn. Vâng, tiết kiệm là phương cách tốt nhất. Đức đã ngừng chiếu sáng các tượng đài, thậm chí mang tính biểu tượng của nước này vào ban đêm. Thụy Sĩ cấm các phương tiện giao thông vào Chủ nhật. Anh, Pháp, Tây Ban Nha yêu cầu người dân hạn chế sử dụng những gì không cần thiết liên quan tới điện. Ở cấp độ khu vực, các quốc gia thành viên đều cam kết cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt so với mức trung bình của 15 năm qua. Nhưng tiết kiệm là chưa đủ, bởi nếu cung không đủ cầu thì trước sau gì cũng chẳng hết, phải không các bạn? Vậy nên, những ngày qua chúng ta thấy các lãnh đạo châu Âu liên tục bay đi khắp các châu lục tìm kiếm các cơ hội như đến Qatar, Na Uy, Azerbaijan, Algeria để chốt các thỏa thuận năng lượng. Các nhà máy điện than đang được hồi sinh. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đã kêu gọi nối lại đường ống khí đốt cũ nối Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp mà trước đó EU đã phản đối. Thủ tướng Đức cũng hối thúc xây dựng đường ống dẫn khí đốt chạy từ ba nước trên tới Trung Âu. Tuy nhiên, đây là giải pháp mang tính lâu dài, không thể một sớm một chiều có thể thực hiện được. Mỗi thành viên EU đều tức tốc lao vào cuộc chiến tìm nguồn năng lượng thay thế trước mắt. Một trong những giải pháp mà EU gọi tên chính là sử dụng viên gỗ nén. Và thú vị hơn tất cả, đây là sản phẩm mà Việt Nam là nước xuất khẩu viên nén lớn thứ hai trên thế giới. Và từ đó, câu chuyện bao diêm và cô bé bán diêm lại được nhiều người ví von khi ngoài Mỹ, chính Việt Nam đang mang lại hy vọng mới cho châu Âu trước một mùa đông lạnh giá đang đến gần. Trước khi nói về điều này, thì chắc nhiều bạn sẽ thắc mắc, nén gỗ có tác dụng gì trong câu chuyện năng lượng? Xin nói thêm một chút để các bạn rõ. Viên nén gỗ là một loại nhiên liệu tái tạo được dùng phổ biến trên thế giới, làm từ chất thải của gỗ thông, gỗ cao su, mùn cưa và giam gỗ, nén dưới áp lực lớn bằng dây chuyền viên nén. Nó được đánh giá là loại nhiên liệu có thể giảm đáng kể lượng khí thải CO2 so với nhiên liệu hóa thạch. Theo VForest của Việt Nam, viên nén gỗ là mặt hàng mới nổi của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ Việt Nam nhờ lợi thế về nguồn nguyên liệu. Với quy trình đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao, để sản xuất viên nén gỗ, các cơ sở sản xuất tận dụng tất cả các phế phẩm của mình, thậm chí tận dụng cả những phế phẩm ngành khác như vỏ chấu, rơm, bã mía, thân cây, vỏ hạt. Theo đánh giá của Hiệp hội Năng lượng Sinh học Thế giới, thị trường viên nén gỗ toàn cầu dự kiến đạt 15,63 tỷ đô la vào năm 2026
với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 7,28% trong giai đoạn 2021 đến 2026. Còn theo thống kê của Good Resources International LLC, tại EU, 40% lượng viên nén gỗ được sử dụng để sưởi ấm khu dân cư, 36% được dùng làm nguyên liệu cho nhà máy điện, 14% được dùng để sưởi ấm các tòa nhà thương mại. Nhu cầu đối với viên nén gỗ có khả năng tăng 30-40% trong 5 năm tới. Tùy thuộc vào cách thức phát triển, nhu cầu viên gỗ của châu Âu có thể tăng lên đến 10 triệu tấn. Rất tiếc là dự đoán của Wood Resources International LLC đã đến nhanh hơn dự đoán, khi giờ đây châu Âu đang khát năng lượng, chẳng khác nào lạc đà khát nước trên sa mạc. Việc thiếu nguyên nhiên liệu nhập khẩu từ Nga khiến EU đang gia tăng nhập khẩu viên nén từ nhiều nước. Đây là cơ hội vàng cho Việt Nam khi vừa được giá lại vừa tăng số lượng xuất khẩu với ưu thế về nguyên liệu. Ngược lại, từ phía EU, đây là cứu cánh tuyệt vời cho họ trước khi giải pháp lâu dài được thực thi. EU là thị trường tiêu thụ viên nén gỗ lớn nhất thế giới, chiếm 75% nhu cầu viên gỗ toàn cầu, đạt 23,1 triệu tấn vào năm 2021. Mức kỷ lục dự kiến sẽ tiếp tục bị phá vỡ trong năm nay khi con số tiêu thụ tăng lên 24,3 triệu tấn. Chúng tôi cũng đưa thêm một thông tin. Mỗi năm, Nga cung cấp 2,4 triệu tấn một năm viên nén gỗ cho châu Âu. Nhưng sau xung đột, Nga cũng đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu một số sản phẩm gỗ, trong đó có viên nén và gỗ tròn để trả đũa các lệnh trừng phạt của các nước châu Âu. Tức là đến cái nguồn cung này, EU cũng không còn cơ hội. Châu Âu buộc phải tìm thị trường mới. Ngoài Mỹ ra thì chỉ có Việt Nam. Khi EU cần thì Việt Nam cũng lên tiếng. Trước đây, Việt Nam tập trung xuất khẩu viên gỗ nén sang Hàn Quốc và Nhật Bản, chiếm tới 99,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhưng với nhu cầu cao từ châu Âu lúc này, Việt Nam cũng tập trung nhiều hơn vào thị trường EU. Giá xuất khẩu viên gỗ nén cũng vì thế tăng vọt từ 1,8 đến 2 lần so với đầu năm, theo chia sẻ của ông Ngô Sĩ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam. Hãng Sputnik của Nga dẫn lời ông Bruce Medel, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Francis Consulting, cho biết giá khí đốt tự nhiên và giá than ở châu Âu đã tăng gấp nhiều lần so với mức giá trước đại dịch COVID-19. Do nguồn cung bị gián đoạn từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, khiến viên nén gỗ trở thành chất đốt thay thế được ưa chuộng. Đây là cơ hội rất lớn cho Việt Nam, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới mặt hàng này. Nhu cầu viên nén gỗ tăng mạnh khi nhiều công ty điện lực chuyển sang đốt sản phẩm này thay thế than và khí đốt để sản xuất điện. Thực tế, năm 2021, lượng xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam đạt trên 3,5 triệu tấn, mang về hơn 400 triệu đô la cho ngành gỗ. Đáng chú ý, không chỉ tăng giá khả quan tại thị trường EU, giá viên nén gỗ xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản cũng tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2022. Chưa kể, khu vực châu Á, Thái Bình Dương có số lượng nhà máy điện than nhiều nhất thế giới. Đây là khu vực kỳ vọng sẽ giúp cho các nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại Việt Nam phát triển trong thời gian tới, khi các nhà máy điện trại than chuyển sang dùng viên nén gỗ. Quay trở lại với cơn khát khí đốt của châu Âu, khi Nga chặn mọi con đường dẫn nguồn năng lượng tới châu Âu, thì ngoài Mỹ, châu Âu chỉ biết trông chờ vào Việt Nam. Tất nhiên là hợp tác win-win, đôi bên cùng có lợi. Nhưng trong những thời điểm dầu sôi lửa bỏng như hiện tại của EU, thì viên nén gỗ Việt Nam là cơ hội để cứu đói cho EU thoát khỏi cơn đói khí đốt như hiện nay. Tuy nhiên, Việt Nam cũng còn rất nhiều việc để làm các bạn ạ. Một vấn đề thách thức đối với hoạt động xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam là các thị trường xuất khẩu đang đưa ra nhiều yêu cầu chặt chẽ về tính hợp pháp của gỗ được sử dụng làm sản phẩm này. Hầu hết, các nước EU và Nhật Bản đều yêu cầu chứng chỉ FSC, chứng chỉ đảm bảo nguồn gỗ nguyên liệu đưa vào làm viên nén có nguồn gốc từ diện tích rừng được quản lý bền vững. Trong khi đó, số liệu của VinForest cho biết diện tích rừng trồng sản xuất có chứng chỉ FSC ở Việt Nam hiện chỉ có khoảng 186.000 ha. Trong đó, diện tích cho khai thác mới chỉ chiếm khoảng 40-50%, nên lượng gỗ nguyên liệu có chứng chỉ FSC đưa vào làm viên nén còn hạn chế, tập trung ở những vùng có nhiều diện tích rừng trồng có chứng chỉ FSC. Mặt khác, dù giá xuất khẩu tăng nhưng sản lượng cung ứng không tăng nhiều, do nguyên liệu đầu đang bị cạnh tranh bởi mặt hàng răm gỗ. Giá viên nén tăng nhưng giá răm gỗ xuất khẩu còn tăng cao hơn. Hai loại sản phẩm này đều sử dụng gỗ từ rừng trồng. Do đó, với việc nhu cầu tăng trong khi nguyên liệu có hạn
khiến lượng xuất khẩu về nén gỗ khó tăng nhanh. Vâng thưa các bạn, đó là bài toán mà Việt Nam phải cứu mình trước khi có cơ hội cứu châu Âu khỏi cơn khát năng lượng. Đây cũng là cơ hội vàng cho các công ty và doanh nghiệp cung cấp và sản xuất viên nén gỗ Việt Nam. Và cũng là cơ hội cho cả EU, buộc hai bên phải có những giải pháp cần thiết trước một mùa đông lạnh giá đang sắp bao phủ toàn châu Âu. Ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào? Đừng quên để lại dưới comment nhé! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh Hố Xanh Kiến Thức các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi! Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé! Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!